có nhiều điều phản phất trong đời sống hàng ngày mà đã in đậm trong tâm trí mình, vì những điều đó đã đồng hành cùng với mình từ xưa đến giờ như một lẽ tự nhiên. Chẳng hạn như những ổ bánh mì mà mình vẫn ăn trước khi đến lớp, những tòa nhà kiểu Pháp mà mình vẫn thường hay thấy ở Việt Nam như trụ sở ủy ban, bệnh viện, ngôi trường học, nhà hát lớn, nhà thờ Đức Bà, bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh được xây theo kiểu Pháp với những họa tiết tuyệt đẹp và những khung cửa sổ bằng gỗ rất cao, rất đặc trưng nét Pháp. Và rồi, trong tiếng nói hàng ngày, ta dùng những từ như balcony, bedan, plafond, lavabo và đặc biệt là bộ chữ cái tiếng Việt. Khi bé, mình đã tự hỏi sao bộ chữ tiếng Việt của mình khác hẳn so với bộ chữ tượng hình của các nước trong vùng như Trung Quốc, Campuchia, Lào, Nhật Bản. Và cho đến bây giờ cũng vậy các bạn ạ. À, trước kia khi mình còn đi du học ở Thụy Điển, mình gặp rất là nhiều bạn bè quốc tế. Và mọi người thường hay ngạc nhiên khi thấy mình viết tiếng Việt, bởi vì đây là bộ chữ cái ABC cũng giống như họ, chứ không phải là bộ chữ tượng hình. Để rồi giờ đây, có dịp mình được tìm đến nước Pháp, cái nôi của nền văn hóa châu Âu và có ảnh hưởng đến rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam ta. Để khi mình đến đây thì có một cảm giác thân quen, vì những nét kiến trúc này mình đã được gặp qua, những tiếng nói này có nhiều từ mình đã được nghe qua, và những ổ bánh mì baguette xứ danh tuy quen thuộc nhưng lại rất khác biệt và ngon theo cách riêng của người Pháp. Paris có lịch sử rất là lâu đời với những vết tích đầu tiên từ hơn 40.000 năm trước. Sau đó, Paris đã trở thành một thành phố La Mã vào thế kỷ thứ nhất. Cho đến thế kỷ thứ sáu thì vua Clovis I lấy Paris làm thủ đô cho vương quốc Frank. Trải qua nhiều thế kỷ với nhiều biến động, mặc dù không liên tục, nhưng Paris vẫn luôn là thủ đô của nước Pháp. Tới thế kỷ thứ 16, Paris là nơi nổ ra cuộc cách mạng Pháp, rồi sau đó trở thành thủ đô của đệ nhất đế chế thời Napoleon. Vào thế kỷ 17, Paris bắt đầu có những phát triển rất vượt bậc. Sau đó thì Paris trở thành trung tâm văn hóa của cả châu Âu. Qua hai cuộc chiến tranh thế giới, Paris ít bị hủy hoại và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu chiến. Ngày nay, Paris tiếp tục là một trung tâm văn hóa, kinh tế của cả thế giới. Paris nổi tiếng với tên gọi là Kinh đô ánh sáng, bởi vì Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất. Sự nhộn nhịp, các công trình kiến trúc và không khí nghệ sĩ đã giúp Paris mỗi năm thu hút hàng chục triệu du khách nước ngoài. Thành phố cũng được coi là kinh đô thời trang cao cấp với nhiều khu phố xa xỉ của các trung tâm thương mại lớn và là nơi đặt trụ sở chính của các tổ chức quốc tế, cộng với lại những cái hoạt động đa dạng về tài chính, kinh doanh, chính trị và du lịch đã khiến Paris trở thành một trong những trung tâm trung chuyển nhất trên thế giới và được coi như là một trong bốn thành phố toàn cầu cùng với New York, London và Tokyo. Cho nên Paris lúc nào cũng rất nhộn nhịp, sôi động không ngừng nghỉ. Có một điều thú vị, đó chính là Paris nổi tiếng với tên gọi là Kinh đô ánh sáng, làm cho ta nghĩ ngay đến những ánh đèn của sàn biểu diễn thời trang. Nhưng thật ra, tên này được dịch từ tiếng Pháp với cụm từ là thành phố ánh sáng. Tên gọi này bắt đầu thực sự từ nghĩa đen của nó đó các bạn ạ. À, vào cuối thế kỷ 17, một tướng cảnh sát của Paris đã ra lệnh thắp sáng những khu vực công cộng của thành phố bằng đèn đường. Từ đó, Paris sáng rực rỡ. Nhưng bởi vì Paris nổi tiếng với vị trí trung tâm văn hóa thời trang tri thức của cả thế giới, nên tên gọi này thường được hiểu theo nghĩa bóng của nó,
và ít ai biết được cái nghĩa đen của nó thật sự là kinh đô ánh sáng, bởi vì những ánh sáng đèn đường đó các bạn. Đến với Paris, mình như tìm về cội nguồn của những kiến trúc mà mình đã từng được thấy ở Việt Nam. Ngôi trường cấp 3 của mình học cũng là một ngôi trường xây theo kiểu Pháp. Ổ bánh mì quen thuộc mà chúng ta ăn hàng ngày ở Việt Nam thì cũng có nguồn gốc từ những người Pháp, nhưng lại khác xa so với phiên bản của bánh mì Pháp. Nhưng với gu ẩm thực tuyệt vời của người Việt Nam ta đã làm cho hai từ bánh mì trở thành một tên gọi quốc tế. Nhắc đến hai từ bánh mì thì ai cũng biết đó là đặc sản của Việt Nam. Ngon, đặc biệt và được bán rất là phổ biến. Quả thật, những gì giá trị thật sự luôn tồn tại mãi với thời gian. Paris sẽ nắm giữ tâm hồn của bạn nếu như bạn chỉ cần một lần đến đây. Lúc trước, sau thời gian đi du học trở về Việt Nam vài năm, mình đã làm visa quay trở lại Paris chỉ trong một tuần. Và trong một tuần đó, sáng, trưa, chiều, tối, mình chỉ ăn đúng một món. Đó chính là những ổ bánh mì baguette kẹp những loại thịt, những loại phô mai khác nhau. Và lúc đó mình chỉ làm một việc duy nhất, đó chính là mình ngồi ở các quán cà phê hoặc là các băng đá trong công viên, nhìn người ta qua lại. Và mình đặc biệt thích cái cảnh rất là Paris mà gần như là rất là đặc trưng. Đó chính là cảnh người dân Paris kẹp nách ổ bánh mì baguette của họ, vội vã mang về nhà để dùng bữa. Đến Paris chỉ cần được ngồi ở quán cà phê vỉa hè hay ngồi trên băng đá thôi, ngắm dòng người trôi không ngừng nghỉ, cũng hết ngày một cách nhanh chóng, hạnh phúc. Tuy nhộn nhịp nhưng lại rất là chậm rãi trong tim mỗi con người. Đó chính là Paris. Hình ảnh khép lại clip này của mình là nhà hát opera diễm lệ nhất thế giới, là một biểu tượng của thành phố Paris. Đây là tòa nhà tốn kém nhất được xây dựng dưới thời đệ nhị đế chế. Trong các tòa nhà được xây dựng ở Paris dưới thời đệ nhị đế chế thì nhà hát này là tòa nhà duy nhất được thừa nhận là một kiệt tác đỉnh cao. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.